Tôi tên Dương Chí Thành, năm nay 24 tuổi. 3 năm trước, đáng lẽ tôi là học viên của cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông. Tôi cứ nghĩ là một tên sĩ quan nhỏ, sau khi tốt nghiệp thời điểm đó có một công việc ổn định, giống như trong quảng cáo tuyển dụng, cứu trẻ em và mắc trợn, sống như vậy đến hết cuộc đời. Nhưng mà ai biết, khi tôi nói tiếng yes sir, thì nó đã đẩy cuộc sống đơn giản tốt đẹp của tôi rơi vào một thế giới mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến. Dương Chí Thành. Sếp. Cậu là học viên xuất sắc nhất trước khi về đây. Cậu có tình nguyện tiếp nhận một nhiệm vụ rất gian khổ hay không? Tôi muốn cậu phải nghỉ học trước khi tốt nghiệp. Chúng tôi đã sắp xếp cậu gia nhập xã hội đen có thế lực nhất Hồng Kông này, Băng Hồng Hưng. Chúng tôi muốn cậu gia nhập và làm môn hạ của đại ca Phi Long, nổi tiếng nhất Hồng Hưng. Cậu có hiểu không? Phi Long. Bộ phim Đồng Nơi Biên Giới. Sau khi cậu thành cảnh sát chìm, tất cả nhiệm vụ của cậu do tôi phụ trách. Cậu không được tiết lộ thân phận cho bất cứ ai. Về lương thưởng của cậu, mỗi tháng sẽ được tự động chuyển vào tài khoản của cậu. Cậu có hiểu không? Sếp, tôi muốn biết tôi phải làm gì đây? Tất cả những chuyện có thể khiến cho Hồng Hưng và Phi Long vĩnh viễn không được siêu sinh. Yes sir. Ba năm sau, sau khi gia nhập xã hội đen, tôi mới phát hiện ra xã hội đen bây giờ khác hẳn với ngày xưa. Tôi thì nghĩ họ chú trọng tổ chức, nhưng họ lại chú trọng lợi ích hơn. Có nhiều khi vì lợi ích, họ không cần biết đến đại ca mình. Họ rất xem trọng thể diện, nhưng thứ quan trọng nhất là tiền. Anh Thành. Vì tiền, có thể hoàn toàn không cần thể diện. Anh Thành. Hôm nay người cầm quyền Hồng Hưng là anh Báo nói có hành động. Tôi không biết họ đang tranh giành cái gì, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là nhất định liên quan đến tiền. Không phải nó đắc tội với thằng Kiên này mà nó coi Hồng Hưng không ra gì. Cho dù anh với tôi bỏ qua thì anh Phi Long, anh nuôi của tôi bỏ qua đâu. Mày nói lại coi. Chuyện này tôi nhất định ủng hộ anh rồi đó. Đợi chút, đợi chút. Mày im miệng được không Kiên Mập? Có đánh thiệt á thì mày cũng là thằng đầu tiên chạy thôi. Rồi sao hả? Nói đi. Đương nhiên là phải chạy rồi, anh cũng biết mà. Hôm nay là sinh nhật của mẹ anh Phi Long. Bà ấy cũng là mẹ nuôi của tôi. Cứ vậy nha. Tôi đương nhiên là phải đi chúc mừng mà, có đúng không? Đi đi, sao còn chưa đi nữa? Đi trễ là hết đồ ăn, chết đói đó thằng mập địch à. Đi đây, đi đây, đi đây. Nhưng mà anh Báo à, theo tôi được biết thì tối nay có hai thằng khờ mở sòng bài cẩu. Tôi muốn nói với anh là không mấy chúng ta lấy ra 10.000 làm cái, chúng ta mỗi người phân nửa chắc ăn luôn. Thua đó. Thua mày đền hả? Thằng Kiên tu rất trọng nghĩa khí mà. Đi chứ. Anh là nghĩa khí sao? Còn không chịu đi. Được rồi, được rồi. Vậy thì không làm cái thì không thành vấn đề. Để tôi mang quạt của anh tới chỗ mẹ nuôi ha. Muốn ăn đòn không? Đi đi. Đi. Sao lại vậy? Vậy tôi đi trước ha. Xin lỗi anh Báo nha. Xin lỗi. Anh Thành. Anh Thành. Anh Thành. Anh Thành. Anh Thành, sao đúng lúc vậy? Đi đánh mặt trường đi. Biết điều quá ha. Anh Thành. Ý anh Thành. Hèn chi anh nuôi của tôi xem trọng anh dữ như vậy. Anh Thành. Anh Thành. Anh Thành. Cái thằng Kiên Mập chết tiệt đó, không biết kiếp trước thằng Phi Long mắc nợ cái gì mà nhận thằng như vậy làm em nuôi. 16 tuổi nó đã ra ngoài lăn lộn, bây giờ 30 mấy tuổi còn sống đã là may mắn dữ lắm rồi. Ông già nó tích đức. Ông già của Phi Long lần đó bị người ta chém, ba của nó đỡ một nhát dao, nên bây giờ phải nuôi dưỡng vợ con ổng cả đời. Theo tôi nghĩ thì trận đánh ngày hôm nay có nhất định phải làm không? Bên ngoài cảnh sát đã bắt được tin, các anh cẩn thận đó. Được rồi, tao đưa tin giả ra ngoài nói ngày mai mới ra tay. Cảnh sát tin mà. Tối nay tao ra tay, sang bằng cả ổ của thằng Quý Lợi Cao. Có cần phải báo cáo cho anh Phi Long biết không? Không cần đâu, nó là thằng con có hiếu. Không cần phiền nó, khuya nay tao kiếm nó nói chuyện. Lát nữa anh Phi Long không thấy anh thì chắc chắn sẽ hỏi tôi thôi mà. Được rồi, tao kêu con trai tao đi. Tuấn. Dạ ba. Chào anh Thành đi. Anh Thành. Qua đây ngồi đi. Con anh đây hả? Cái thằng mắc dịch này đi học ở Anh không ra gì, nên tao kêu nó về giúp. Giúp anh sao? Đừng làm người ta hết hồn mà, nhìn lịch sự lắm. Mày cũng bị nó lừa hả? Nè, ở bên anh nó giết một thằng Tây Đen nên chạy về đây đó. Có cần giúp gì không?
Ê, không cần không cần, người càng đông càng thêm phiền thôi. Mày lo tiếp đãi khách đi. Cái thằng mắc dịch gian đầu bự còn chưa đến nữa. Hồng Hưng chúng ta thằng nào cũng là thằng có hiếu hết, chỉ có một mình thằng Phi Long là lo làm ăn thôi. Nè, mày kêu nó cố gắng làm ăn cho tốt, chiếu cố cho con trai tao, ok? Biết rồi. Chúc anh mọi việc tối nay đều thuận lợi. Hay là mình đi chung đi? Không cần, tôi còn phải đi lấy đồ. Không cần đi lấy, cần lấy gì cứ cho người giúp đi. Không cần đâu. Có ai theo cậu không? Không. Tối nay anh có hành động hả? 5 năm rồi. Chờ 5 năm rồi cũng có ngày hôm nay. Lát nữa sếp Cao sẽ dẫn đội đi bắt tin báo. Tôi nghĩ thằng báo không thể ngờ được. Trước kia hắn làm bao nhiêu chuyện ở Dưỡng Giác đều không phán tội được. Lần này chỉ vì mấy đĩa phim khiêu dâm. Tên báo rất thông minh. Lần này cũng vì tức giận nhất thời mà sơ suất như vậy. Sau khi bắt hắn, anh làm cảnh sát được rồi. Cảnh sát? Tôi nằm vùng bao nhiêu năm nay, còn tưởng mình là một thằng vô côn thật. Biểu tôi bắn đứng đại ca hả? Tôi thật sự không nghĩ tới. Anh phải làm rõ, chúng ta không phải vô côn, mà là cảnh sát. Tối nay là ngày sinh nhật của mẹ Phi Long hả? Tôi nghĩ hoài cũng không ra. Cả thế giới đều biết Phi Long rửa tay rút lui rồi mà, sao lại còn để cậu bên hắn suốt 3 năm qua chứ? Tôi không biết, cũng không muốn biết. Người trong giang hồ có lúc không thể quản nhiều như vậy. Hắn coi cậu như là anh em ruột. Khi bắt hắn cậu có áp lực không? Có lẽ còn chưa đến ngày đó. Tôi đã bị người ta xử rồi. Tôi đi trước đây. Phi Long à, bầu cử Hương Nghĩa Hội lần này cậu nhất định phải đắc cử nha. Tuyệt đối đừng để người khác đắc cử đó. Nếu không chúng ta không còn mặt mũi về nhà thờ họ đâu. Quyền à, bây giờ quân chúng ngày xưa bỏ tiền ra sức đánh trống gõ kèn cũng không thành vấn đề. Tới ngày bầu cử, quan trọng nhất là bầu cử công bằng thôi. Tôi không tán thành việc bỏ bao thư đâu. Ban bài trừ tham nhũng không có nói chơi được đâu, phải không? Phi Long, không phải chứ. Tuy bây giờ thân phận cậu vẫn cao, nhưng mà lá gan lại mất đi đâu vậy? Ê, gần đây tôi cắt lá gan rồi. Tôi thật sự chính là một thằng nhát gan đó. Tôi nghĩ tôi phải tìm anh Báo nói chuyện mới được. Anh Báo với tôi cùng một mẹ sinh ra mà. Tôi nói một anh ấy tuyệt đối không nói hai đâu, phải không? Chú Quyền, nè, đã tới lúc hưởng phúc rồi. Hôn thêm một cái nữa. Con trai sinh ngoan, vui vẻ nha. Nè, lát nữa Mai A Luân cũng tới chúc mừng mẹ đó. Wow, con ép người ta đến sao? Wow, hoàng quá, con đâu có ép người ta. Đàng hoàng chút được không? Hôm nay sinh nhật bà nội em đó. Em mới không đàng hoàng đó, xưa nay luôn vậy mà. Nè Henry, ngoan ngoãn giúp ba trông chừng bà nội. Nếu không bà ném con vô nhà vệ sinh, bỏ chung dứt cứt đó. Ok. Được. Ba con nói thấy ghê quá hả? Chú Nghị Duyên. Chào cô chúc khỏe mừng, chứ? Chúc mừng, chúc cho mẹ của anh Phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Cảm ơn, cảm ơn. Đại sư. Dạ, đại sư. Chú Nghị Duyên. Chú Nghị Duyên nè, hôm nay tới sớm vậy, cục lập pháp không cần họp sao? Mấy cuộc họp đó chán chết được, nên tôi dọt ra đây nè. Xin lỗi, thô lỗ quá, xin lỗi nha. Không sao, cạn ly, cạn ly. Mời. Nè sinh, đại ca Long đâu? Thờ Mã Dương, đại ca đang ở ngay trên lầu đó mà. Vậy hả? Nè, đại ca Long. Hôm nay bà vui lắm. Tôi tới rồi.
Nè, Mã Dương, mời bên đây. Thật ngại quá, bạn tôi mới tới. Desir, anh đi tiếp đại chị giùm anh đi. Xin lỗi nha, thuộc hạ tôi náo loạn dưỡng giác, làm tôi máu me đầy người hết. Về nhà thay quần áo nên tới trễ. Xin lỗi nha. Cách sáu rồi. Vị này là... Qua phủ của Đông Tinh, anh Phi Long. Anh là anh Phi Long hả? Phải. Chào anh. Là người cãi nhau với anh Báo hồi tháng trước đó. Ngồi xuống nói chuyện rõ ràng là được. Hôm nay không nói những chuyện này. Sinh nhật mẹ của tôi, mọi người vui vẻ uống một ly là được rồi. Bên đó có người bạn đang mở sòng đó, qua chơi dài dán đi. Tiếp đãi giúp tôi. Được rồi, qua đó chơi dài dán đi ha. Nè, mời tự nhiên. Được rồi, mau đặt đi. Đặt cược đi. Đặt đi. Nhanh tay lẹ chân lên. Nè, Phi Long đối xử như vậy, tức là khi dễ mình rồi. Phi Long bây giờ bị đặt, theo người ta thắt cà vạt, còn đánh lộn. Hắn không có làm đâu. Được rồi, dở đi. Ừ, chơi một ván đi. Đi. Tôi cũng vui lên. Chị dâu, cô Mỹ bạn đón khách có chuyện muốn tìm chị. Tôi xin phép chút được nha. Được rồi, không sao. Chị dâu à, chị qua đây chút đi. Chuyện gì vậy? Có một bao lì xì kiểu như vậy nè. Lạ vậy? Là ai đưa đến đi? Em cũng không nhớ nữa. Làm gì vậy? Tôi là Đường Văn Tuấn, con trai của anh Báo. Tới chúc mừng. Cảm ơn. Chị dâu à, lúc nãy hắn nhìn lén chị đó. Không phải chứ, vậy cũng được hả? A Sinh, đừng gây chuyện. Anh thay tôi trông chừng chỗ này nha. Dạ được, chị dâu. A Sinh, chị dâu. Huệ Chí Thành, sao trễ như vậy mới đến? Tối nay anh Báo có hành động, tôi qua đó xem chút. Đừng nói với anh Phi Long nha. Đặt đi. Đặt đi. Xong lấy tay ra nha. Rồi anh chưa? Thành à? Bỏ tay ra nha. Nè, là sao như vậy? Có thể giới thiệu anh Phi Long được cho tôi làm quen chưa? Xong rồi, dở nha. Chưa từng gặp nhau sao? Gặp rồi. Lúc đó tôi khoảng 9 tuổi có chơi chung đó. Bây giờ tôi hơn 20 rồi. Qua đây, tôi giới thiệu với cậu. Lát nữa gặp mẹ của tôi, nhất định phải khen bà đẹp đó. Yên tâm đi. Chúng tôi biết nên chắc nói vậy mà. Anh Phi Long, có một đứa em muốn gặp anh nè. Anh Phi Long. Cô lại. À, Tuấn nè. Tuấn hả? Là con trai của anh Báo đó. Không phải chứ, thằng Tuấn đi du học ở bên Anh xong. Em vừa mới về tới nè. Tới đây. Wow, nè. Trời, cậu thật sự cao lớn vậy rồi sao? Còn nhớ tôi thường dẫn cậu lên sân thượng thả máy bay không? Tao nói cho mày biết, nếu mày không nghe lời nữa, tao sẽ liền mày xuống như liền máy bay vậy đó. Nhớ chứ, lúc đó anh thường hay hù tôi, nói là sẽ liền tôi xuống dưới. Phải đâu. Không nhận mình già không được, chớp mắt đã 10 năm rồi. Nè, tới đây. Ba cậu đâu? Sao chưa tới nữa? Đi chém lộn rồi. Nói giỡn thôi, ổng bị bệnh rồi, ở nhà xông hơi, cạo gió đủ thứ. Thôi đi. Nè, thôi mà. Đừng mà. Dừng tay. Được rồi. Nè, dừng tay lại. Được rồi. Trời ơi, gì vậy? Nè, dừng lại đi. Dừng tay. Tỉnh đi mà. Làm gì vậy chứ? Muốn gì đi? Có chuyện gì? Hả? Dừng tay. Chuyện gì vậy? Cái thằng kiên mập này không tiền mà còn dám đánh bạc. Ném một gói thuốc coi như 5,000. Thua rồi nó lại không chịu nhận. Coi tôi là gì chứ? À, xin lỗi. Tôi trả thay cho nó. Nè, có tiền ở đó không? À, trong này có 10,000. Thật ngại quá, xin lỗi nha. Tao không bỏ qua đâu, nói cho mày biết. Được rồi, bữa khác tính đi. Hôm nay vui vẻ về mà, chơi tiếp đi. Thật ngại quá, chơi tiếp đi. Được rồi, không chơi tiếp đi. Sao rồi? Không có chơi tiếp đi, thật ngại quá. Đi. Hiểu lầm thôi ha. Chuyện gì vậy? Ông xã. Mẹ nói à. Hả? Bọn chúng lấy bà nhét vào miệng của con như vậy nè. Đau chết đi được luôn. Còn chưa không hết sao đâu chứ. Hắn còn lấy 5,000 của con nữa kìa. Kiên à, có phải cần tiền không? Qua chỗ tao lấy nè. Mẹ nuôi. Daisy à, con có 5,000 không? Dạ có, lát nữa con sẽ đưa cho em nó, mẹ yên tâm. Đi, không sao rồi. Dạ. Anh nói cho em biết, em đưa nó được rồi, đừng để cho mẹ đưa nó. Được rồi. Qua đó xem sau đi.
anh Phi Long, Hoa Phụ có ý kiếm chuyện đó. Là Mã Dương đang kiếm chuyện, người do nó dẫn tới mà không nói tiếng nào. Có cần dạy cho nó một bài học không? Nói bao nhiêu lần rồi mà là người có tiếng mà. Sứ không chơi với chén đá. Kêu người dọn dẹp đi. Sao vậy? Qua đây uống đi. Nhắn tin cho Văn Đầu Bự chưa? Dạ rồi, nhưng mà chưa trả lời. Không chờ nữa, chúng ta đi. Dạ. Anh Báo, mấy thằng bay đi từ phía sau. Dạ anh Báo. Dạ, dạ. Đi. Anh Báo à? Ờ. Em xin lỗi. Sao đến trễ vậy? Em ngủ quên thôi. Anh Báo à, mấy chuyện này để em làm cho anh, đừng có đi mà. Đi thôi, lôi thôi như đàn bà. Không phải, anh đi dự tiệc đi. Mày có thấy lần nào đến nhà mà thiếu tao hay không hả? Đi thôi. À, bạn công ơi. Rất là sắc nét đó. Mau lửa đi. Cạn ly. Tụi bay kêu Quý Lợi Cao ra đây gặp tao. Bác Hai, ông lỗi thời rồi. Mày muốn chết hả? Tôi thay mặt mẹ của tôi cạn ly với mọi người. Mẹ, mẹ uống trà đi thôi. Cạn. À, ngồi đi. Dương muốn à, xin lỗi chuyện lúc nãy đó. Cái gì chứ? Đánh xong rồi coi như không sao hả? Nói chuyện dễ nghe vậy sao? Kiên à. Được rồi, vậy tôi xin uống trước. À, xin lỗi tôi cắt ngang, tửu lượng của tôi không tốt. Tùy ý được rồi, ha. Tự nhiên đi. Bác gái, vậy bác uống đi. Anh mới nói gì? Không cần, để tôi uống thay. Hay lắm. Chị dâu đúng là chị dâu. Không hổ danh là hoa hậu của thành Trung Quốc năm xưa. Mới nói cái gì hả? Ôi trời ơi, xin lỗi, loại rượu này mạnh quá. Uống hơi nhiều, nói bậy thôi. Nào, tôi xin tự phạt mình. Coi như nể mặt tôi đi ha. Được rồi, tiếp tục đi, à, vui vẻ nha. Đi thôi. Anh xin lỗi nha, mọi người. Tôi vừa mới nhớ ra vẫn còn chút việc phải làm. Tôi đi trước nha. Cảm ơn. Xin lỗi nha, tiếp đãi không chu đáo. Đừng có sáo mà. Đi giùm anh đi. Để tôi tiễn chị. Cảm ơn nha, cảm ơn. Cảm ơn. Mời chị. Văn Đầu Bự thì sao? Bị bắt rồi sao? Lát nữa tôi với anh Phi Long qua đó. Vậy đi. À mai thì vừa mới hát xong, à luôn phải hơn 12 giờ mới tới đó. Sáng mai mẹ còn phải đi học khí công nữa mà. Về sớm chút đi, được không? Vẫn chưa tiện khách mà. Được rồi, con còn ở đây mà. À, xin à. Dạ. Đưa mẹ của tôi với Henry về trước đi. Dạ. Đi về đi, hả? Mẹ nuôi à, con... Kiên à, mày cần tiền tao cho, ngồi xuống đi. Văn Đầu Bự đã bị bắt rồi, những người khác phải nhập viện.
Chuyện gì vậy anh Long? Ba cậu xảy ra chuyện, đang trong bệnh viện. Tôi nói là ba cậu xảy ra chuyện, đang trong bệnh viện, sao lại không phản ứng gì hết vậy? Ở đây anh Long là lớn nhất, quyết định của anh Long chắc chắn không sai. Cho dù tôi có khóc cũng vô dụng. Được. Chí Thành, tiễn khách sớm chút đi. Tiếp đãi không chu đáo thôi. Tạm biệt. Tiếp đãi không chu đáo. Cá và gà vẫn chưa thấy đâu, chỉ toàn đồ ngọt với bánh bao không à. Ê, không có tiền thì đừng tổ chức mừng thọ. Ê, xin lỗi nha anh Phi Long. Rượu vào lời ra quá. Nói bậy bạ. Không có gì đâu. Có phải có xích mích với anh Báo không? Hiểu lầm thôi. Anh Báo nói sao? Tôi cũng đâu có biết. Tôi với anh Báo là cùng mẹ sinh ra. Anh ấy nói một tôi không dám nói hai đâu. Nói xong chưa vậy? Anh muốn giúp người ngoài sao? Bỏ xuống sẽ đánh chết người đó. Thôi đi. Đừng đó. Bỏ xuống đi. Chí Thành. Dạ. Lấy xe. Ừ. Chuyện tôi lo nhất cuối cùng đã xảy ra. Khi tôi rút khỏi, cũng đã khuyên anh ấy làm người đàng hoàng rồi. Nhưng bây giờ chỉ anh Bảo mới có tư cách ngồi lên vị trí này. Cũng chính là tư cách này hay chết anh ấy. Xã hội đen càng làm lớn sẽ càng bị người ta thủ tiêu sớm. Sao có kết quả tốt được? Tôi đã rút lui 5 năm rồi, còn bị người ta phá như thường. Thế giới chỉ cần một ngày còn xã hội đen sẽ luôn có mưa gió. Chúng tôi muốn gặp anh Báo. 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 Im lặng. Chúng tôi muốn gặp anh Báo. Im lặng đi. Chúng tôi gặp anh Báo đây. Chúng tôi gặp anh Báo đây. Im lặng đi. Chúng tôi muốn gặp anh Báo. Chúng tôi muốn gặp anh Báo. Im lặng đi. Chúng tôi muốn gặp anh Báo. 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 Đừng ngồi. Anh Thành à, họ không cho chúng tôi gặp anh Báo đó. Chúng tôi muốn gặp anh Báo. Chúng tôi muốn gặp anh Báo. Im lặng đi. Im lặng đi. Im lặng đi. Sao hả? Các người hợp pháp sao? Bây giờ hắn là tên tội phạm chống truy nã. Trong thời gian tạm giữ, cho dù bị thương nghiêm trọng hơn cũng chỉ được gặp luật sư biết chưa? Xếp cao phải không? Xin lỗi nha. Tôi muốn nói một chút tình người. Thì ra là Long tiên sinh. Hôm nay anh nói chuyện với tôi với thân phận doanh nhân Long Nhật Phi, hay là Phi Long của Hồng Hương Hội. Tôi là Long Nhất Phi. Anh Báo là bạn tôi. Đó là con trai của anh ấy. Qua đây. Ba tôi sao rồi? Nói cho cậu biết, cột sống anh ta bị thương rồi. Đứng lại. Cậu đừng căng thẳng vậy, chưa chết mà. Tôi vào thăm ông ấy được chứ? Xếp cao, chơi chút tình người đi. Nếu anh để con trai của anh ấy vào thăm, tôi đảm bảo những người ở đây sẽ lập tức biến mất. Tôi không đứng ở đây để giao dịch với anh. Cậu là con trai hắn ta? Phải. Cậu vào đi. Cảm ơn. Chí Thành, dẫn họ đi. Ba tôi sao rồi hả? Không được lạc quan cho lắm. Tuy bây giờ chưa nguy hiểm tính mạng, nhưng sau này khỏi rồi, khả năng hoạt động cũng không tốt như trước được đâu. Vậy nghĩa là có cử động được không? Hy vọng có thể giữ lại được 4-5%. Ba tôi nhắn anh sau này phải che chở cho tôi.
Các ông chủ chơi vui nha. À được. Mai Eva. Chí Thành, Chiêu Chiêu giờ đang bận tiếp khách rồi. Tôi đợi cô ấy. Còn chuyện này nữa, cái người tên Văn từng tới đây chung với cậu đó, xuyên suốt từ 3 giờ chiều cho đến giờ cứ uống rượu một mình ở trong phòng, say mềm luôn rồi. Nè, dậy đi chứ. Mặc kệ tôi đi, cứ để tôi yên tĩnh một chút được không? Anh đang làm gì vậy? Tôi không rõ là tôi đang làm cái gì ở đây nữa. Rốt cuộc tôi là người hay ma? Tôi là cảnh sát. Cảnh sát bắt người xấu là lẽ công bằng. Nhưng bây giờ anh Báo bị bắn, trong lòng của tôi rất khó chịu. Cậu nói xem tôi bị bệnh đúng không? Anh không bệnh. Tôi mới là người có bệnh đây. Cậu có biết không, cái lúc mà anh Báo bị bắn, anh ấy còn không màng bản thân kêu tôi chạy đi. Anh ấy thực sự coi tôi là anh em đó, cậu biết không? Anh tỉnh táo lại đi được không? Anh Báo trúng đạn là sự thật. Anh đừng như vậy nữa được không? Vậy cậu nói tôi nghe đi. Cậu nói tôi nghe thử sao? Tôi có phải là cảnh sát không? Tôi có phải là cảnh sát hay không? Anh im đi. Tôi có phải là cảnh sát hay không? Chí Thành à, anh Văn bị sao vậy? Anh ta bệnh rồi. Bị bệnh sao? Nhìn có giống người bị bệnh đâu hả? Anh ấy uống nhiều quá nên say rồi. Anh nói dối em, nhìn anh ấy cũng đâu có giống đang say đâu. Em đến đây tìm anh hay là đến tìm anh ấy? Thằng cha phòng cái bên đúng là háo sắc mà. Anh đánh hắn cho em đi. Kêu em đừng làm nữa rồi. Em không làm thì anh nuôi sao? Sợ anh nuôi không nổi sao? Không phải cho ngày hai bữa là nuôi em đâu nha. Em phải mua quần áo ở Joyce, lại không chịu khổ được. Giống như chị Phi Long, thần tượng của em đó. Em có biết là họ đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi không? Anh còn bảo hơn thằng cha phòng kế bên nữa. Về đi. Không về đâu. Anh có thời gian sao? Đói bụng rồi, về đi được không? Được, đi thôi. Nè. Còn anh ấy thì sao? Không phải chứ. Dìu anh ta gì? Có đồ ăn rồi nè. Wow. Sao mà đồ ăn còn nhiều hơn mì vậy? Chó ốm, chủ nhân xấu hổ. Chồng ốm thì vợ buồn mà. Anh mà mập ra thì em mới buồn chứ ở đó. Sợ mập như vậy á thì anh đừng có ăn. Nè. Làm gì vậy? Có phải anh sẽ nuôi em không? Nói rồi mà. Vậy anh có cưới em không? Anh cưới em á, em không sợ bị quá bộ sao? Cái miệng thúi, nhà anh nè. Suốt ngày nói bậy không à? Suốt ngày ăn nói kiểu này với em hoài luôn đó. Thôi được rồi, em dơ dãi quá đi. Anh nói gì đó? Nói lại coi. Em dơ dãi quá. Em biết mà. Anh cho em làm vũ nữ chứ gì? Sợ sau này em lấy anh rồi nửa đêm có cuộc điện thoại gọi đến, sau khi anh đi rồi thì em sẽ gọi cho anh tới sáng luôn. Đến
là vợ của anh rồi thì có chuyện gì cũng phải chịu thôi. Chịu hả? Nghe chứ chịu sướng quá đi. Thôi được rồi, nghe em nói có thành ý như vậy, phòng em làm đông cung có được không? Đông gì mà đông, anh thử coi, anh dám có tay cung cho em coi thử coi. Nếu vậy không kiếm tay cung, kiếm một người mặc mát có được không? Chịu nổi đâu đó. Nè, đừng giả chết với em nha. Tự anh cởi áo được. Em cởi áo cho anh nè. Đừng rồi má, đừng má. Ôi, đừng rồi. Em cởi cho nè. Đừng rồi, tự anh. Ôi, nè, ngồi dậy. Làm gì vậy hả? Em đi rửa chén. Nè, quên đi, không liên quan đến anh đâu. Bất kể là thế nào, tôi biết rồi. À phải, đừng có học theo tôi nha. Đổ đầy mắt lắm luôn đó. Mắt hả? Em có biết là toàn Hồng Kông có bao nhiêu minh tinh đều đến đây để mua không mà mắt? Thì khác nhau mà, họ có cả đám ngốc bao. Thì cái thằng ngốc này cũng được em bao đây nè. Bao cái đầu của anh đó. Nè. Anh ra ngoài kiếm ăn đó. Em cứ đánh đó. Đừng đánh anh ở ngoài đường vậy chứ, thiệt đó. Cảnh sát đi, sao vậy, có chuyện gì? Lại từ từ đã, chuyện gì? Bây giờ anh có thể giữ im lặng, tất cả những gì anh nói sẽ được làm bằng chứng trước tòa. Đi theo tôi. Em về nhà trước đi. Đợi anh ở nhà nha. Nè, dẫn tôi tới chỗ này để làm gì chứ? Tôi đâu có muốn đi đái đâu. Có chuyện gì thì nói bên ngoài đi. Dẫn tôi vào đây làm gì hả? Sếp Cao, phạm nhân đã dẫn tới, nhưng mà hắn ta rất gian xảo. PC 26117, sếp Diễn phụ trách anh. 2 tuần trước đã xảy ra chuyện, anh có biết chưa? Tôi có đọc báo rồi. Sau này hồ sơ của anh do tôi phụ trách, anh phải báo cáo với tôi. A Giang cũng sắp quay về đội rồi, chỉ có anh chưa được. Anh nhất định phải xử Phi Long giùm tôi. Anh nghĩ anh có thể xử hắn không? Tại sao không thể? Phi Long đã cải tà quy chánh rồi, anh ta đã không còn tham gia bất cứ chuyện phi pháp gì nữa, sao phải xử anh ta chứ? Ê, xem ra anh rất bảo vệ hắn ta. Tôi không có bảo vệ cho anh ta, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật đó. Sao anh dám nói chuyện to tiếng với tôi? Tôi nói to tiếng với anh đó chính là muốn anh ấn tượng sâu sắc và suy nghĩ lại thôi. Còn nữa, tôi nói cho anh biết, tôi cũng là cảnh sát, tuy tôi là cấp dưới của anh, nhưng mà làm ơn lần sau đừng còng tôi tới chỗ hú xí để nói chuyện nữa được không? Tôi nói cho anh biết, hắn đã vào xã hội đen thì cả đời là xã hội đen. Giờ đường báo bán thân bất toại trong bệnh viện, người có tiếng tăm nhất là hắn, họ nhất định sẽ đẩy hắn lên vị trí này. Đó là tập đoàn tội phạm có tổ chức, không thể trừ khử được sao? Còn anh nữa nha, anh giống du côn hơn cảnh sát rồi đó. Thông minh lên chút được không? Nếu mà tôi giống cảnh sát thì đã bị người ta xử lâu rồi. Còn nữa nha, tôi không có bị điếc đâu, không cần phải nói to tiếng với tôi vậy đâu. Nhớ phải báo cáo với tôi mỗi ngày đó. Nếu Phi Long quay lại làm đại ca thì vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ở Hồng Hưng không chỉ mình anh nằm dùng, nếu anh có gì không đúng thì cả anh tôi cũng xử. Quang đã, mở cổng ra trước đi. Thật ngại quá, lâu rồi không tới nên đi đường cũng bị lạc. Vào đi. Chỗ đó sao? Tất cả anh em ở đây đều cho rằng người có tư cách ngồi lên vị trí của anh Báo chỉ có một, chính là anh. Xin lỗi nha, tôi rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, nhưng mà hôm nay tôi tới chỉ muốn tìm hiểu xem các anh xử lý chuyện của anh Báo ra sao. Có cần giúp đỡ gì tôi nhất định sẽ giúp. Anh Phi Long, không phải chứ, làm chút chuyện cho Hồng Hưng cũng không được hay sao? Phi Long, cậu làm được mà, cậu ngồi chỗ này mọi người đều phục cậu. Chú Hai à, nhưng mà tôi... Anh Phi Long,
Anh sao vậy? Đây là ý của mọi người, anh không nể mặt chút nào hả? Mã Dương, xin phép trưởng bối một chút. Tôi biết tôi là hậu bối, không có tư cách nói chuyện ở đây. Nhưng vì đây là chuyện của ba tôi, hy vọng mọi người cho tôi chút thời gian. Cậu nói đi. Lần này ba tôi bị cảnh sát bắn dẫn tới tàn phế cũng là vì làm việc cho công ty. Mà tôi dám khẳng định công ty chúng ta có nội gián là nằm vùng do cảnh sát phá tới. Hơn nữa không chỉ có một người. Có bằng chứng gì không? Người này rất có thể nằm trong số chúng ta. Nhưng mà trước khi tôi không có chứng cứ 100%, tôi sẽ không mở miệng. Anh Tuấn, không phải là cậu muốn tự lo chứ? Không phải đâu anh Long. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết, ba tôi có thể đứng nhiều năm như vậy cũng là nhờ các chú các bác chiếu cố cho ông ấy. Lần này ông ấy cũng vì việc của công ty mà xảy ra chút chuyện. Vậy có phải mọi người cũng nên biểu thị làm chút chuyện, tra ra nội gián trả thù cho mấy hay là không? Tôi to gan nói một câu, nếu nhà có bản lĩnh tra ra được tên nội gián này thì người đó xứng đáng ngồi ở đây nhất. À, Tuấn nói cũng rất đúng. Cứ quyết định vậy đi. Tuấn à, nếu như ba cậu ở bệnh viện cần tiền, cứ việc nhắn tôi đi trước đi. Anh Phi Long, tôi biết anh có tiền, nhưng mà tiền không thể giải quyết tất cả đâu. Không sai, có rất nhiều chuyện không phải dùng tiền có thể giải quyết được. Chú à, bây giờ xã hội tiến bộ rồi, thông tin lại phát triển, tổ chức theo kiểu cũ của chúng ta đã không thể một tay che trời. Tuyệt đối đừng đánh giá thấp lực lượng cảnh sát. Nhưng mà nếu như không làm chuyện gì phạm pháp thì không cần sợ họ đâu. Nếu chúng ta không làm chuyện phạm pháp thì Hồng Hưng ăn cái gì chứ ăn cướp hả? Chi bằng làm hướng đạo quân luôn đi. Xin lỗi nha anh Mã Dương, là tôi ăn nói hàm hồ. Hôm nay cứ quyết định vậy đi. Ai tìm được nội gián thì người đó lên ngồi vị trí này. Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ cứ tìm tôi. Bây giờ người ta là doanh nhân rồi, có làm gì cũng phải dựa vào bản thân đi. Anh tra thử theo lời của Trần Tuấn đi. Anh muốn nói nội gián sao? Phải đâu. Sau khi anh báo xảy ra chuyện, dân đầu bự không thấy đâu được. Bên ngoài truyền tin nói nó là nội gián. Tôi ra ngoài trang. Xin lấy xe. Được. Giờ anh không làm, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho anh. Tình hình bên ngoài anh cũng biết mà. Tôi biết phải làm sao rồi. Tôi sẽ rời khỏi Hồng Kông. Tùy anh. Alo. Alo, A Dân. Ba con đi ra ngoài rồi. Alo. 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 Cái gì? Alo. Ai điện thoại vậy? Con không biết, không nghe nói. Tiểu Dân à. Dạ. Con mau thu dọn đồ đi. Lát nữa ba dẫn con đi Đại Lục xem hộ trắng có được không? Ngày mai con phải đi học mà. Ba xin nghỉ cho con rồi, mau thu dọn đồ đi. Dạ. Lên. Là nó, chém nó. Chém mau đi. Bên kia, đứng. Mau chạy đi.
Nhiều năm như vậy, ba tao đối xử với mày không tệ. Sao mày lại làm hại ông ấy thành ra như tôi vậy? Không có. Có gì thì nói trước mặt qua để ra đi. Tôi không có làm gì để mà. Mày không nhìn thấy rồi hả? Tao quên nhắc nhở mày mau lên một chút. Nếu không thì không nhìn thấy mặt con trai của mày lần cuối đâu. Không có liên quan đến con tôi. Không có liên quan đến con tôi. Anh bạn nhỏ, có phải con trai của Văn Đầu Bự hay không? Phải con trai của tao. Ba con rất thảm, bị người ta đánh. Thật sự thảm như vậy hả? Tao muốn mày còn thảm hơn như vậy nữa kìa. Con trai à, đừng sợ ba. Con trai à, đừng sợ ba. Con trai. Con trai à, đừng sợ ba. Xin lỗi nha. Tao biết tao ra tay hơi nặng một chút. Ai kêu người tao thương nhất là ba tao chứ. Ba cũng thiệt là sao làm người nghĩa khí như vậy chứ. Có ích lợi gì đâu. Ba với anh Phi Long cùng đi chém lộn từ nhỏ tới lớn. Cùng nhau đi chém lộn, nhưng tiền tài thì người ta hưởng hết. Ngay cả người phụ nữ mình thích cũng dâng cho người ta. Nếu như con là ba, con sẽ dành một nửa tài sản từ trong tay của hắn về, còn cướp luôn người phụ nữ của hắn. Cái đám Hồng Hưng đúng là vô dụng. Ba coi ba thành ra như vậy rồi, có ai tới thăm ba không? Văn, con đã giúp ba xử lý Văn Đồ Bự rồi. Hắn bán đứng ba mà. Con báo thù cho ba đó. Còn Phi Long hả? Cả đời chỉ biết đạp lên đầu của ba con. Sau này con sẽ đạp lên đầu của hắn. Ba muốn ăn hả? Ăn đi. Con đút sao ba lại không ăn? Ăn đi chứ. Cả đời của ba lúc nào cũng như vậy. Con làm cái gì ba cũng không hài lòng hết. Khi đi học thầy có nói, một vị tướng giỏi phải đạp lên hàng vạn quốc linh. Bây giờ con chính là vị tướng đó rồi. Sau này cứ để cho con làm. Con sẽ ngồi vị trí của ba. Con ngồi vị trí của ba, ba có nghe chưa? Con sẽ ngồi vị trí của ba đó. Ba có nghe hay chưa? Con muốn ngồi vị trí của ba. Hey, anh Phi Long, sao trùng hợp vậy? Sao lỡ đi? Văn Tuấn hẹn anh hả? Anh Diệu kêu tôi trông chừng Văn Tuấn. Nè, còn nhường thuộc hạ cho tôi nữa. Sư, ăn nói bị bạ gì đi. Tôi muốn thăm Đường Báo. Anh đợi chút đã, lấy giấy chứng minh nhân dân ra đăng ký. Có phải do mày ném chết con trai Văn Đồ Bự không? Con mắt nào của mày nhìn thấy tao? Hả? Phi Long mới ngang hạng với tao thôi, mày là cái gì? Yên lặng đi, không gây lộn ở đây. Phi Long tới rồi, cho con vài giọt nước mắt đi ha. Phi Long à, đúng là không biết lớn nhỏ, vậy là đàn em của anh đi. Thêm chút nữa đi ba. Thêm một chút đi mà. Mã Dương, anh muốn sao đây? Thanh, tránh qua một bên đi. Ồn ào làm cái gì chứ, đây là bệnh viện đó. Anh có thể vào rồi. Cảm ơn. Ở đây đợi tôi. Cảm ơn. Anh Phi Long mà. Chuyện gì?
Tôi đã nói với ba rồi, tôi bị buộc phải đánh chết gian đầu bự thôi. Tôi cũng rất buồn đó. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghe được không phải là gì. Thì phải rồi, tên gian đầu bự rất hung dữ, mấy anh em chúng ta đều bị thương hết. Tôi đã kêu hắn đừng có đánh nữa, nhưng mà hắn cứ cầm cái xẻng nhào tới muốn giết tôi. Một tay tôi đỡ cái xẻng, một tay phản kích lại thôi, nhưng mà không hiểu tại sao hắn lại ngã xuống. Lại nói với cậu nó là nội gián. Là thằng nào nói? Là ba tôi. Lúc nãy tôi có hỏi ông ấy hoài nghi ai, ông ấy viết ra hai chữ này. Anh yên tâm, chỉ cần anh còn sống, tôi sẽ thay anh coi chừng con của anh. Ba sao vậy? Ba lại đau hả? Có phải đau nhiều lắm không ba? Cô coi chừng anh đi, tôi đi kêu bác sĩ. Bác sĩ, có chuyện gì? Bao giờ con ấy sao rồi? Được. Anh Phi Long à? Sao hả? Đại ca kêu tôi, ca ai làm nội gián, ông ta còn kêu Mã Dương tới giúp cho tôi. Anh xem có thể cho tôi mượn anh Thành giúp một tay hay không? Nó giúp được sao? Đương nhiên rồi, anh ta rất thân với văn đầu bự mà, cho nên văn đầu bự thường xuất hiện ở chỗ nào anh ta đều biết hết. Tới chừng đó nó không chừng có thể tra ra manh mối. Không thì chạy đi, tôi trực tiếp gọi điện cho anh Diệu, kêu ông ấy nói với anh. Để tôi giúp cậu ta. Lần này đại ca phái tôi đến làm việc với hai người, làm xong rồi chúng ta đường ai nấy đi. Sao mày nói như vậy? Chí Thành này ra ngoài lăn lộn chính là như vậy đó. Nếu như mà anh không thích thì tôi cũng hết cách. Thực ra lần này á, tôi muốn làm cả hai chuyện một lần. Đầu tiên là giúp ba tôi thực hiện tâm nguyện. Cậu muốn xử Quý Lệ Cao? Anh Chí Thành quả nhiên lợi hại, suy nghĩ nhanh hơn người khác một bước. Tôi muốn đi xử lý tên cảnh sát đã bắn ba tôi trước. Xin lỗi nha. Hai người đó là ai vậy? Sao không nói họ kêu em vào đi? Hai người đó không phải người tốt đâu, không muốn để cho em gặp mặt họ đâu. Không phải người tốt, sao anh ngồi với họ chứ? Dù côn cũng cần có người trung người gian mà. Bây giờ họ lấy súng chĩa vào đầu anh Phi Long, đương nhiên phải theo sát họ rồi. Anh cẩn thận đó, cứ ta đây. Sao vậy? Lo cho anh sao? Nổi hết da gà rồi nè. Đi trước ha. Thật xin lỗi nha. Ghệ của mày hả? Không phải. Tuần rồi ngủ với cô ta một lần, giờ cô ta hỏi tôi muốn chơi nữa không? Không tệ nha, mày không chơi để tao chơi. Giống y như cá chết. Tôi nghĩ anh tìm đứa khác có lẽ sẽ khá hơn nhiều đó. Đâu cần nói quá vậy. Tôi cũng bái phục anh lắm đó. Đàn ông phụ nữ đều thích anh, đúng là có cách. Cậu định làm sao đây? Phân xưởng CD, làm bản nhái của Quý Lợi Cao, đều thuê trong thời gian ngắn. Hắn ta gửi hàng cho bọn đàn em bán, cho dù cái xưởng bị sụp thì hắn cũng không lỗ bao nhiêu. Ngoài ra hắn còn hai nhà xưởng, phân biệt trong việc sao chép, đĩa khiêu dâm và đĩa nhái. Tôi muốn tới hải quan báo cho họ biết bán đứng bọn chúng. Trước khi bọn họ tới, làm cho hắn một trận, cho hắn ta mất đi mấy chục triệu tiền máy móc và cả nhân viên. Chơi như vậy mới đã. Cậu thông minh lắm. Chuyện này Mã Dương sẽ lo, anh Phi Long chỉ cần bỏ kinh phí.
Nhưng mà tay cảnh sát kia, tôi muốn anh Chí Thành đích thân ra tay giúp. Giết cảnh sát cậu chiếu cố tôi ghê. Anh không dám hả? Lại. Tên họ Cao, hắn sợ không có ai biết nên suốt ngày lên báo. Đừng có nói là anh không coi báo nha. Giết cảnh sát là chuyện lớn, tôi cần phải suy nghĩ lại. Tôi rất có lòng tin ở anh mà. Anh chắc chắn làm được. Ăn thôi. Cạn ly. Được thôi. Sao vậy? Chưa ăn cơm sao? Lên đi. Anh đã cai thuốc lâu rồi mà. Không, muốn tìm lại chút cảm giác thôi. Sao vậy? Không biết. Đám vô cùng bây giờ không coi tôi là vô cùng. Cả thế giới chỉ có cảnh sát coi tôi là vô cùng thôi. Tôi già rồi. Không phải chứ, anh còn tuấn tú lắm. Lúc nãy cầm tôi suýt nữa bị anh đánh chạy rồi. Có lúc tôi cũng không biết mình muốn gì. Người ta nói cải tạo quy chính, làm người đàng hoàng, làm cho tốt thì bị nói dựa vào thế lực sống, làm không tốt thì bị nói bùng nhão không chét được lên tường. Được lắm. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa được đi đâu. Nước Mỹ, Canada, Đài Loan không cấp visa cho tôi. Còn nữa, cảnh sát cứ phái người tới giám sát tôi. Tôi nghi ngờ bên cạnh tôi có người nằm giường. Bây giờ người tôi tin nhất chỉ có cậu thôi. Điều mà anh không muốn, không ai bắt anh làm được hết. Không cần sợ cảnh sát. Ngược lại tôi lại thấy sợ con trai của anh Bảo. Thanh niên muốn được nổi tiếng thôi. Tôi nghĩ là mọi thứ nên đề phòng, có lẽ vẫn sẽ tốt hơn. Tôi nhìn nó trưởng thành tới hôm nay mà. Sợ nó sao? Anh Phi Long, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng lên đây một mình nghe chưa? Hả? Nghe tao nói cho rõ đi. Nếu sau này mày không nghe lời tao, tao sẽ thả mày xuống như thả máy bay vậy. Anh bà dám, tôi mép ba tôi đó. Mày có còn dám không hả? Tôi không dám nữa, không dám nữa. Bây giờ người tôi sợ nhất là Mã Dương và Hoa Phủ. Bữa đó tôi giáo huấn Hoa Phủ, tụi nó sẽ không bỏ qua gì đâu. Những chuyện này để tôi được rồi. Chuyện trên giang hồ anh đừng xen vào nữa. Tốt nhất là tôi không xen vào. 40 tuổi rồi, làm ăn cũng không tệ. Nếu em chuyện giang hồ lên mình, sẽ dọa các bạn chạy hết. Tôi sợ nhất là không thoát được. Xã hội đen không phải là một loại virus đơn giản. Nó xâm chiếm cơ thể, bám theo cậu cả đời. Muốn phát tán lúc nào thì phát, căn bản là chữa không khỏi.
Nhường đường đi, nhường đường đi. Cẩn thận chút, cẩn thận chút nha. Chí Thành à, ăn cơm thôi. Đến rồi đây. Nè, mau đến uống canh đi. Dạ, ngồi lên đùi hả? Được thôi. Chí Thành à, cậu độc thân có một mình nên ít được uống canh. Có thời gian đến để uống canh nha. Wow, được. Độc thân một mình sao? Gái theo cô ta còn nhiều hơn anh đó. Tôi cũng học theo anh đó, Phi Long Ca. Nè, cậu đừng có hại tôi nha. Anh ấy thông minh nhất rồi. Tôi nói cậu nghe, bề ngoài cô ấy vậy thôi, chứ cô ấy thật sự là một người giữ kỷ luật thế giới đó. Tới rồi. Có một lần á, tôi dẫn một cô câu lạc bộ Phú Thành đi ăn khuya. Tới lúc về tới nhà, tiểu xong đi ra là cô ấy đã dọn vali xong hết rồi. Nhanh không tưởng tượng luôn. Tại ba đái nhiều quá mà. Đang ăn cơm mà, đừng có nói chuyện cất đái được không? Bà xã, không phải là anh nói, là con trai chúng ta nói mà, không liên quan tới anh đâu. Thật khâm phục hai vợ chồng của anh, nhiều năm trôi qua rồi vẫn mặn nồng như vậy. Điều này không liên quan tới tôi nha, là cô ấy có cách thôi. Cô ấy ở bên ngoài là một chị dâu nổi tiếng, ở trong nhà là một người vợ đảm. Đối với con trai là một người mẹ hiền, nhưng ở trong phòng thì... anh nói nữa, lát nữa em sẽ giải ta tiếp đãi anh đó. Vậy tốt nha, bởi vì lần trước em có nhà làm bác sĩ rồi, nhưng mà không có thành công đó. Ăn đi. Tụi con cứ ăn đi, không cần đợi mẹ đâu. Rất hiếm khi thấy mẹ thần bí như vậy đó. Vậy thì phái thuộc hạ đi theo dõi mẹ đi. Không được, lỡ thuộc hạ phát hiện bà ấy là hoa hồng đen ẩn cư 30 năm thì phải làm sao đây? Không được đâu. Kiên à, chuyện gì vậy? Mẹ nuôi à, mẹ nuôi à, mẹ nuôi, lần này mẹ nhất định phải cứu con đó mẹ à. Con sao vậy? Sao lại con ra như vậy? Mẹ nuôi à, mẹ đồng ý cứu con trước đi. Mẹ không cứu con chết chắc đó mẹ nuôi à. Mẹ đồng ý cứu con đi. Mà là chuyện gì? Con thiếu tiền quý lợi cao, may mà hôm nay con chạy nhanh, nếu không thì hắn chém chết con rồi. Nếu con không trả tiền cho hắn, hắn nhất định sẽ chém chết con luôn đó mẹ à. Mẹ cho con mượn tiền đi mẹ. Đứng lên đi, cần trả bao nhiêu tiền? Không có bao nhiêu đâu, chỉ là ít thôi mẹ à. Bao nhiêu hả? 50 ngàn. Không, 5 ngàn phải không? 500 ngàn. 500 ngàn. Mẹ nuôi à, mẹ nhất định phải cho con mượn đó. Nếu không là con chết chắc đó mẹ nuôi à. Hắn chặt tay của con luôn đó. Ê, mẹ trời nuôi ơi, à. Tới 500 ngàn. Con kêu mẹ đi đâu kiếm 500 ngàn cho con đi. Mẹ nuôi à, mẹ đưa nữ trang cho con đi, con đem cầm là được rồi. Hả? Sao mày không được lấy đồng hồ của tao đi cầm đi? Được đó. Mày cần tiền nữa sao? Mẹ, tao đi. Đi đi, không cần sợ. Phi Long đã hứa với ba của nó sẽ chăm sóc con mà. Đưa tay ra đây, tao cho mày. Nhanh đi, nhanh đi. Giơ tay ra, giơ tay ra. Nè, Phi Long. Đừng mà. Mày qua đi. Mẹ ơi, cứu con. Mày qua đi. Mẹ ơi. Quỳ xuống. Mày mượn ai không mượn? Đi mượn tiền của quý lợi cao. Tụi nó là Đông Tinh, tụi mình là Hồng Hưng. Truyền ra ngoài thì Hồng Hưng còn chỗ đứng được sao? Mày nhìn tao đi. Mày nhìn thẳng vô mặt tao đi. Tao muốn mày nhìn rõ tại sao tao phải đánh mày đó. Đừng mà Phi Long, đừng mà. Hôm nay tao phải giết chết mày. Đừng mà, đừng đánh nữa anh, đừng đánh nữa. Mấy người tránh ra, im miệng hết cho tôi. Anh mấy chục tuổi rồi còn đánh nó. Tôi mấy chục tuổi rồi, còn cô là đàn bà. Đã không nói chuyện cấm xe nhau, mau ra ngoài đi. Mau ra ngoài cho tôi. Được. Chị dâu à, chị dâu. Chị dâu à, thôi được rồi đi. Hà tất phải làm thành như vậy? Người một nhà ngồi xuống ăn bữa cơm rồi nói. Nè, đứng dậy, đứng dậy đi, đứng không dậy. Không được đỡ nó vậy. Nếu đỡ nó, con cũng không nể mặt mẹ đâu. Vô ăn cơm đi. Mẹ cũng không giúp được con. Anh Phi Long à, chúng ta là người có tiếng mà. Hôm nay nể mặt cậu ta, mày lập tức biến đi cho tao. Trong vòng một tháng tao không muốn thấy mặt của mày. Nếu không tao ném mày ra biển đó. Anh xin, dẫn cậu ta đi ra rửa mặt, bôi chút rượu thuốc, lát nữa tôi đưa cậu ta đi. Được rồi. Đi thôi thằng chó. Mấy năm rồi chưa thấy anh nổi nóng như vậy. Người ta hại tôi thế nào, ép tôi thế nào cũng không sao. Điều tôi ghét nhất chính là thấy người nhà của mình không nên thân. Phải, thằng Kiên là đống bùn thôi. Nếu không phải tôi hứa với bà của tôi thì tôi đã mặc kệ nó rồi. Tôi nói cậu biết,
Cậu cũng phải cẩn thận đó. Tôi biết rồi, qua coi chị dâu đi. Coi cái gì chứ, có mấy chục năm rồi. Mau lên đi. Xin lỗi mà. Anh chửi em sao cũng được, nhưng đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em rất sợ. Sợ cái gì chứ? Ánh mắt này của anh, trước đây chém người đều là như vậy đó. 6-7 năm rồi em không nhìn thấy. Người đó không phải là anh đâu. Em khổ sở đợi chờ biết bao nhiêu, bây giờ mới được sống những ngày tháng tốt đẹp. Gần đây xã đoàn xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh sẽ tái xuất giang hồ sao? Có thể đeo cái nhẫn này, anh chỉ nghe lời của em thôi. Anh cố gắng không quan tâm chuyện của Hồng Hưng. Con người anh trọng nghĩa khí như vậy, anh em có khó khăn anh sẽ không giúp sao? Anh không giúp. Em chỉ yêu cầu anh làm một chuyện thôi. Trước khi anh hành động, anh làm ơn nghĩ đến mẹ anh, nghĩ đến con chúng ta, nghĩ đến em. Anh có nghĩ tới mẹ, nghĩ tới con của chúng ta, nhưng mà sao anh lại không nghĩ ra em? Quá trang thành y tá có dáng vẻ ra sao? Tay, Tài, vào phòng đi, em lời rồi đó, đi, mau lên. Vậy phiền anh rồi. Nhìn lấy tao này, tao với anh Chí Thành bây giờ đó, có tình là lấy chém mi, thành 18 khúc không hả? Tôi muốn đi đại tiện mà. Đại tiện gì mà nhìn lén hả? Tôi muốn xem thử khi nào cô ra thôi mà. Tôi nói anh Chí Thành, anh sàm sỡ tôi đó. Cô đừng có vu oan cho tôi nha. Vu oan thì sao chứ? Ngoan ngoãn nằm sắp xuống nha, không được dòm lén nữa đó. Mau lên chưa? Có ngủ hay không? Đừng có đánh tôi mà. Tôi đói bụng quá. Lúc thì đại tiện, lúc thì đói bụng. Số của anh muốn sao vậy hả? Tôi đói bụng thiệt mà. Tôi thật sự vừa muốn đi đại tiện vừa đói bụng nữa. Bỏ ra. Tôi đói thiệt mà. Anh thôi đi, đàn ông đàn an gì mà chảy nước mắt. Đi đại tiện đi, nhanh lên. Nấu giùm tôi tô mì đi được không? Anh tự đi mà nấu đi ha. Vậy cô giúp tôi chiên thịt ăn trưa đi. Tôi chiên danh lên thì có. Chuyện gì vậy? Tôi đi đại tiện, mau tránh đường đi. Đang mắc lắm rồi mà. Bên ngoài sao rồi? Hỗn loạn lắm. Quý Lợi Cao không phục, đập phá địa bàn Hồng Hưng khắp nơi. Em mặc kệ, anh hãy đuổi tên khốn đó đi. Alo. Anh Thành à, tối nay đã hẹn mấy người Quý Lợi Cao ở nhà hàng Tam Bảo. Nói chuyện gì? Mọi người ngồi xuống nói cho rõ đi chứ. Là nói cho rõ ràng thì mới được.
Được rồi, gặp lại sau. Anh phải đi nữa hả? Ừ. Đừng có đánh tôi nha. Cậu làm gì vậy chứ? Nè, thay quần áo đi ăn khuya với tôi nhanh lên. Đi ăn khuya hả? Vụ này còn được nha. Không phải anh thì em không mở cửa nha. Cẩn thận đó. Anh Chí Thành à, đừng có vào nha, Quý Lợi Cao đang ở bên trong đó. Nè, nè. Được rồi, người của Phi Long cũng đến đông đủ, có thể bắt đầu được rồi. Thằng Kiên Mập, mày dám ra đây là có tiền trả rồi hả? Hôm nay tôi tới không phải để nói chuyện này đâu. Tiền nó thiếu thì anh Long sẽ trả thay nó. Được thôi, Phi Long chỉ có tiền mà không vấn đề. Nếu như thằng Mập này còn mượn tiền nữa thì anh đừng cho, chúng tôi sẽ không trả thay nó nữa đâu. Được. Nè, tôi đợi ở đây 2 tiếng đồng hồ rồi đó, chưa nói vào chuyện chính là ý gì. Ừ, được, bắt đầu. Anh kêu cảnh sát bắn ba tôi chứ gì? Mày nói gì vậy tiểu tử thối? Ông đàm phán với ba tôi không thành nên kêu cảnh sát giết ông ấy, có đúng không anh Thành? Anh Phi Long nói như vậy mà. Anh Phi Long không nói như vậy, là cậu tự nói thôi. Nghe thấy chưa, Phi Long đã rút lui từ lâu rồi, mày bớt đem nó ra hù tao đi. Quý Lợi Cao, phải cũng được không phải cũng được, chuyện cho anh mà ra. Mau trả Loan tử cho Hồng Hưng đi, anh về xài Loan kiếm ăn, tụi tôi đảm bảo cho anh bình an mà. Cái gì? Mày ăn cướp mà nói đó hả? Sao mày không đi cướp ngân hàng luôn đi? Tao cướp mày trước đó, nếu như ông không chịu sau này rất khó yên ổn đó. Cái gì? Hù tao đó hả? Alo, tao đây. Alo. Anh Tuấn, tôi A Tế đi. Sao vậy? Cả nhà Quý Lợi tụi tôi đã xử xong rồi, cũng đã bắt vợ của hắn. Biết rồi. Cô làm gì đó? Anh Long giao phó cho tôi, không phải tự tôi. Cái thằng chó chết. Sao đây sức? Để chúng tôi cảnh sát lẫn nhau chứ gì? Có chuyện rồi. Có chuyện gì nói sau đi. Lên xe. Xin cầu, anh nhốt tôi trong nhà vệ sinh 10 mấy tiếng đồng hồ làm gì? Có biết 10 mấy tiếng đó quan trọng với tôi cỡ nào không? Tôi biết. Anh muốn giúp Phi Long tiêu hủy tội chứng chứ gì? Anh nói gì? Tôi nghi ngờ anh đã phản bội, một lòng chỉ muốn lăn lộn kiếm tiền, không làm việc cho cảnh sát nữa.
anh vu oan cho tôi. Phi Long và Đường Báo là anh em thân thiết nhiều năm, toàn bộ người nhà Quý Lợi Cao bị giết hết, nhất định là ý của hắn mà. Tôi đã nói mấy trăm lần rồi, Phi Long bây giờ đã cải tà quy chánh, anh muốn tôi làm sao mới tin đi hả? Anh đừng ngốc nữa, Phi Long mà cũng thay đổi được sao? Bây giờ nhân vật nguy hiểm nhất là Hồng Hương, chính là Văn Tuấn con trai Đường Báo, tất cả mọi chuyện đều do nó làm mà. Anh đừng tưởng là tôi ngu ngốc, cái thằng hai mươi mấy tuổi đấu lại Phi Long sao? Dương Chí Thành, anh là cảnh sát đó, làm ơn hợp tác chút đi, giúp tôi giám sát Phi Long, đây là chức trách của phải. Anh. Phải, tôi là cảnh sát, chức trách của tôi là bắt người phạm pháp, chứ không phải là bắt người cải tà quy chánh có hiềm khích với sếp Cao đâu. Anh nói gì? Nói gì hả? Nói gì trong lòng anh hiểu rõ quá mà. Phi Long bị còng tay cũng đánh thắng anh, nên anh mất hết mặt mũi. Mười mấy năm nay anh vẫn luôn tìm cơ hội để mà báo thù anh ta. Anh đừng nghĩ tôi là thằng ngu không biết gì. Anh có thái độ gì đây hả? Anh hỏi thái độ tôi là gì hả? Bây giờ tôi chỉ đang muốn luyện tập một chút, sau này còn cho khẩu cung trên tòa thưa sếp. Nói vậy anh không phục tôi phải không? Tôi đâu dám không phục anh thưa sếp Cao. Mỗi lần anh nói chuyện đều công tái tôi mà. A Minh, A Quy, nhốt phạm nhân này lại. Dương Chí Thành, trừ phi anh biết bay, nếu không chạy không thoát đâu. Ê, thật ngại quá, nhiều ông chủ như vậy, ngại quá. Chị chiêu ra đây chút đi. Được rồi. Đúng là thơm. Xin lỗi nha. Nhớ qua lại sớm nha. Được đó, được đây nè. Gì vậy? Ở phòng kế bên có hai thằng háo sắc đó. Sao chứ cố tôi giữ vậy? Không đi? Không phải đâu, hình như họ đang nói về chuyện của anh Phi Long và Chí Thành. Cô qua xem thử đi. Cảm ơn nha. Tôi ở đây thế cô một lát cho. Được rồi. Mày còn giả vờ thanh cao hả? Có tin tao làm mày ngay tại chỗ này không? Xin lỗi ông chủ, tôi mời anh một ly tạ tội có được mày không? Mày muốn gì đây? Được, cả hai cùng uống đi. Hay đó. Tôi nhầm phòng rồi, xin lỗi nha. Đừng, ngồi đây luôn đi. Qua đây. Nè. Ngồi thì ngồi. Biến đi, ngồi đây. Tôi thích ngồi đây hơn. Cái ghế này ở giữa thoải mái quá. Mã Dương, cô gái này không tệ nha, nhìn cặp đùi thôi đủ hứng cả đêm rồi. Anh nói chơi là chơi được hay sao? Tên tôi là cá vàng đó. Được đó. Thằng anh em tôi nói cô là cá chết đó. Thằng khốn nạn đó ra đây. Tối nay anh em mình không phải lo, không có đồ ăn khuya. Thanh toán Phi Long đi rồi nói. Đại ca. Thôi đi, ra ngoài đi. Nè, nó thì sao? Xây thành ra như vậy rồi, không sao đâu. Anh em tới đủ rồi, nhận lệnh là lập tức hành động. Chút nữa, dẫn thêm vài người đến nhà thằng khốn đó, chặn nó lại. Đồng thời chia thêm một nhóm khác nữa, đi Phúc Ký chặn con Daisy vợ nó. Tôi đã tìm ba cô gái đánh mặt vượt chứng của ta rồi. Sao phải tách họ ra chứ? Anh ngu quá. Thằng Phi Long gian xảo như vậy, lỡ bắt không được thì làm sao đây? Bắt được vợ nó rồi, sợ gì nó không đến chứ? Mà không đến cũng không sao, cho các anh em được sung sướng một bữa. Vậy còn chúng ta thì sao? Nè, một là anh dẫn mấy con gà sai này đến Cửu Long đường vui vẻ, còn không thì đợi vợ Phi Long đến rồi mới vui vẻ luôn. Tùy anh quyết định. Dạ cảm ơn, có thời gian đến nữa nha. Cảm ơn. Trời ơi. Có lộn không vậy? Anh cũng hên thiệt đó. Xui sẽ muốn chết luôn à. Đi thôi. Đi, không đợi nó hả? Đợi cái gì? Cái thứ này tôi không cần nữa. Anh đúng là lãng phí mà. Đây là bài gì vậy? Trời, lại thua nữa. Có mù cũng biết đánh. Thiệt tình. Bài quá, tự gọi. Mò, năm phán. Wow, thua hoài à. Vòng bắt đánh xong rồi phải thua không? Thua dữ vậy. Hả? Còn sớm, đánh thêm vài vòng nữa đi. Chị một nhà, thắng ba nhà chúng tôi không ít tiền rồi. Thắng lớn phải để chúng tôi gỡ phải chứ đó. Có phải chị em không đây? Đừng làm mất hứng chứ, đánh mấy đi. Mấy người các cô, không biết làm cái quái gì. Có gì không chịu làm, chỉ muốn tìm tôi đánh bài. Có chuyện gì hả?
Làm ăn ế ẩm thì tối đó, nào cũng ngồi ngáp đùi. Qua cũng giống luôn. Như chị lấy được một người chồng tốt hay sao? Cô xem cái đồng hồ này nè, giá mấy trăm ngàn nha. Hey, được rồi, được rồi, được rồi. Đánh thêm 4 vòng nữa thôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Xóa bài đi. Tôi đi vệ sinh một chút. Được rồi. Quay lại tôi sẽ giết các cô tiếp. Biết rồi, mau mau quay lại đó. Đợi chị đó. Nè, không mau gọi điện thoại đi. Alo, anh Quang Phủ, sao mà còn chưa tới? Chị ta sắp nghi ngờ rồi kìa. Chị Phi Long hả? Cô là ai? Tôi là Chiêu Chiêu, là bạn gái Chí Thành đó. Cô ở đây làm gì vậy? Có người muốn bắt chị đó. Ba người phụ nữ kia là đang muốn giữ chân của chị. Thảo nào bà con Nguyễn cái đó cứ cho tôi ù hoài. Chạy mau đi. Sao thử cửa sau có khóa không đã? Ồ. Khóa mất rồi. Theo tôi. Con xem thử cửa không có khóa không? À. Làm sao đây? Cửa không có bị khóa mất tiêu rồi. Không chém có được không? Cô muốn bị hiếp dâm tập thể hay là chém người đây? Cầm lấy đi. Không bắn túi, đứng lại. Đứng lại đây cho tao. Không đi. Muốn không tao coi mày như chị em, dám bắn đứng tao. Không, không, tôi không muốn mà. Tôi thiếu qua phủ hơn 100 ngàn. Tôi cũng không muốn đâu. Tôi không muốn đâu mà. Chiêu Chiêu, trói tụi nó lại đi. Đi mà, con khốn. Qua đây, qua đây, nghe không? Sinh à, mở cửa đi. Ai vậy? Thằng khốn này mày đến làm cái gì nữa? Anh Phi Long không muốn gặp mày đâu. Tôi tới tìm mẹ nuôi để trả tiền cho bãi có được không? Cái cớ kiểu của mày á, tao có đầy một bụng đi nè. Anh đầy bụng thì mặc kệ anh chứ, tôi nhất định phải gặp mẹ nuôi để trả tiền. Muốn ăn đòn có phải không? Tôi không thích cho anh đó. Mẹ nuôi à, con đến để trả tiền cho mẹ đây. Mày cút đi, cút đi. Mẹ nuôi à, con đến trả tiền cho mẹ. Đừng có đến làm phiền anh Phi Long nữa. Mẹ nuôi sao mà ồn quá vậy? Con đến trả tiền cho mẹ. Ba ơi, sao bên ngoài ồn quá vậy? Xin à, chuyện gì mà ồn vậy? Có phải thằng Kiên không? Cứ cho nó vào đi. Anh không mở mà được sao? Mày đi chết đi. Xin à, này làm điệp làm gì vậy? Chuyện gì vậy? Quý lệ công, chuyện gì? Mày làm chuyện gì? Trong lòng mày biết rõ. Mau thả mẹ tôi ra. Quỳ Long, con mau đi đi. Im miệng đi. Nha, bị dịnh muốn sao đi? Muốn sao hả? Còn hỏi tao muốn sao? Mày cho người giết cả nhà tao, cưỡng hiếp cả vợ của tao. Muốn sao hả? Miễn bàn đi mày. Tôi không có làm. Mày không có làm. Đúng rồi, mày chỉ cần ra lệnh, thuộc hạ mày làm mà. Văn Tuấn nói với tao hết rồi. Văn Tuấn nói với anh sao? Ừ. Được thôi. Chuyện ai làm thì người đây gánh. Anh thả mẹ của tôi với con của tôi trước đi. Mày nói đó nha. Người nào làm người đó chịu. Quý Lợi Cao này làm việc không dính quả đến người thân đâu. Nè, thả mẹ với con của nó ra. Không được thả. Thực ra thì không liên quan tới anh Phi Long. Là tôi kêu thuộc hạ làm đó.
nhưng mà còn cái chuyện vợ của ông. Qua phủ là qua phủ. Anh đúng là nhanh gọn thiệt, qua phủ à. Tôi còn tưởng mấy người ngu trên thế giới chết hết rồi. Thì ra còn hai người. Nhưng mà ba tôi còn ngu hơn. Thì nhỏ tới lớn đi chém giết cùng với anh. Giang sơn cùng nhau làm ra. Tiền lại thuộc về anh hết. Không sao chứ. Tuy trong lòng của anh không ngại, nhưng mà tôi thì có đó. Bây giờ ba tôi không còn cái gì nữa, chỉ còn mỗi cái danh. Thằng con trai này sẽ theo ông ấy đòi lại công đạo. Để tôi nói cho anh biết tôi muốn cái gì ha. Cái tôi muốn là toàn bộ gia sản của anh. Không ngờ anh Báo lại sinh ra thằng con như mày. Tôi ghét nhất là người ta nói bậy bạ sau lưng của ba tôi. Cho dù mấy là một tên khốn nạn, lôi bà già kia ra đây. Mì Long, con có mặc kệ mẹ. Tiếp đại bác gái đàng hoàng một chút. Được, biết rồi. Hòa phủ, mày dám đụng tới mẹ tao, tao giết cả nhà mày. Sợ quá, mày làm tao sợ thiệt đó. Dừng lại chúng tao. Dừng lại. Thằng mập, mày còn không năn nỉ anh nuôi của mày. Nếu không mẹ nuôi của mày sẽ mất mạng. Mau lên. Anh Phi Long à, không phải tại em đâu. Em thiếu tiền bọn chúng rất nhiều, bọn chúng ép em phải làm. Anh Phi Long à, dù sao thì anh cũng có rất nhiều tiền mà, nghe lời bọn họ đi. Đưa tiền cho bọn họ đi là được rồi, cho bọn chúng có thể làm lại từ đầu được mà. Chúng ta làm lại từ đầu. Mày làm lại từ đầu được sao? Mày đã chết rồi. Được, mày muốn sao nói đi. Lúc nãy tôi đã nói hết rồi mà. Có phải lớn tuổi rồi đầu óc hư luôn rồi không? Tôi nói lại với anh thêm một lần nữa, con người tôi đã mất cảm giác an toàn, muốn mướn thêm vài tên cận vệ để yên tâm hơn. Nhưng mà cái này cần tiền, anh thấy sao hả? Được, tao sẽ đưa hết cho mày. Nhưng mà mày thả họ trước đi. Cảm ơn. Tuy là anh tự nguyện giao cho tôi, nhưng mà tôi hơi kỹ tính một chút. Tôi thì chỉ tin vào pháp luật. Tôi hy vọng anh ký vào văn kiện này, đem toàn bộ tài sản chuyển nhượng hết cho tôi. Sau khi làm xong thủ tục, tôi sẽ thả họ ra thôi. Mì Long, con đừng tin nó. Nó sẽ không thả chúng ta ra đâu. Con không có lựa chọn đâu. Được. Good. Rốt cuộc muốn giấu tôi đến khi nào đây? Thả anh ta ra đi. Có thể đi rồi, còn không đi. Ở ngoài xảy ra chuyện gì? Nè, tôi nói anh có thể đi được rồi. Tôi hỏi anh bên ngoài đang xảy ra chuyện gì? Tôi không cần anh nữa. Tôi đã hạ lệnh truy nã Phi Long rồi. Nói anh nghe, Quý Lợi Cao và thuộc hạ hắn chết trong nhà Phi Long, mà cả nhà Phi Long thì chạy trốn hết rồi. Còn gì muốn hỏi nữa không? Không thể nào. Không thể nào đâu. Sao hắn ta phải chạy trốn chứ? Nhất định là bị người ta bắt đi. Anh làm ơn đừng bịa chuyện nữa. Tôi nói anh nghe, nhiệm vụ nằm vùng của anh đã hủy bỏ. Nếu anh vẫn còn muốn làm cảnh sát thì mau làm đơn xin phục chức lại đi. Tôi nhất định sẽ lên tổng cục đi kiện anh. Tùy anh thôi. Hả? Chị uống nước đi. Chị hút thuốc như vậy không cẩn thận sẽ bị đen phổi sớm đó.
Ngoài hút thuốc ra tôi cũng không nghĩ được cách gì khác. Hay là mình đánh cờ nha. Có thể anh Phi Long và Chí Thành cũng sắp về rồi. Em gái à, không cần phải lo cho tôi đâu. Từ lúc tôi theo Phi Long đã dự liệu có ngày hôm nay rồi. Tôi nói thật nha, tướng cầm da của chị lúc nãy á, dữ dằn lắm luôn á. Tôi chưa thấy người nào đi chém lộ mà đã đồng hồ hơn 800 ngàn. Ê, sao rồi? Chị Dung, chị không sao thì tôi yên tâm rồi. Ở nhà không ai nghe điện thoại, có biết anh Phi Long đi đâu không? Tôi đoán là đã bị Văn Tuấn bắt đi rồi. Vậy mẹ chồng tôi và Henry thì sao? Nếu như họ chưa lọt vào tay của Văn Tuấn thì anh Phi Long sẽ không dễ dàng bị bắt đâu. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là Quý Lợi Cao chết trong nhà chị. Cảnh sát chắc chắn sẽ truy nã anh Phi Long. Mấy tình huống này độc thiệt. Giam giữ Phi Long để mọi người tưởng anh ấy chạy trốn. Chúng ta kêu một đám người tới đi tìm Văn Tuấn. Vô dụng thôi. Người Hồng Hương đều đứng về phía nó hết rồi. Nếu thực sự ra tay thì ba người cũng đủ. Chị dâu có cách sao? Để tôi đi tìm Văn Tuấn. Tan ca có đi đâu không? Đi với anh đi. Hả? Ờ, chị dâu. Ê, chị dâu, chị không vô được đâu. Chị dâu à, chị tới rồi hả? Chị có sao không vậy? Được rồi, cứ mặc kệ tôi, anh đi trước đi. Nhưng mà tụi nó ghê gớm lắm đó. Anh cứ đi trước đi. Nè chị dâu, chị không vô được mà. Tôi muốn gặp Văn Tuấn. Chị dâu, chị không được vào đâu. Chị dâu. Chị dâu, chị không biết anh Phi Long đã bán công ty cho tôi rồi à? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi cũng vậy. Vào thôi. Chị dâu đừng đi vội, tôi phải lục soát trước, chị không để ý chứ? Cảm ơn. Làm phiền chị. Tụi bay làm cái gì vậy? Không lẽ chị dâu đem súng tới bắn tôi hay sao hả? Xin lỗi đại ca. Xin lỗi nha chị dâu. Mời vào. Xin lỗi chị dâu. Anh Phi Long đã chạy rồi, chị dâu biết chưa? Cậu nói tôi mới biết đó. Tôi gọi taxi được không? Gọi sao cũng được. Không hiểu tại sao lần đầu gặp chị tôi đã có một cảm giác rất khó tả. Đừng lãng phí thời gian. Rốt cuộc cậu muốn làm sao mới thả anh Phi Long? Bây giờ không phải là tôi bắt anh ấy, là anh ấy giết chết Quý Lợi Cao nên phải cùng với mẹ và con trai trốn tới châu Âu thôi mà. Anh Tuấn, tôi là một người phụ nữ nhỏ bé, ân oán giữa đàn ông tôi không quan tâm nhiều như vậy được. Rốt cuộc bây giờ anh Phi Long còn sống hay đã chết? Anh ấy không chết, nhưng vô dụng thôi. Anh ấy không chết cũng vô dụng, vì lần này phải ngồi tù ít nhất 20 năm. Sau này để tôi chăm sóc cho chị. Nè, Văn Tuấn. Phi Long ở đâu? Ở đâu hả? Phi Long, mẹ liên lụy tới con rồi. Không sao đâu, mẹ yên tâm đi. Mày còn tới làm gì? Cút đi. Mẹ nuôi à, mẹ có sao không vậy? Mẹ uống miếng nước trước đi. Mẹ nuôi à. Anh Phi Long à, uống miếng nước đi mà. Anh uống nước đi mà. Nếu mày còn là người thì giúp tao đi tìm Chí Thành đi. Bọn họ mà biết sẽ giết em đó, không có được đâu. Anh uống nước vậy đi. Vậy mà không cần mày. Nè thằng mập, đi đâu đó? Anh Hoa Phủ à, anh Phi Long đáng ghét lắm đó. Tôi muốn cho anh ta uống một chút nước thôi. Anh ta kêu tôi tìm Chí Thành để cứu anh ấy. Đáng ghét thiệt chứ. Tại sao mày không đi kêu đi? Sao tôi lại đi kêu đúng không? Tôi đang muốn chạy đi nói với hai anh đây nè. Mày đúng là thông minh. Hai anh dạy dỗ anh ta đi, để tôi canh chừng giùm cho. Mày lừa ai? Chết đi. Mày muốn chết chứ gì?
ném con trai của nó xuống. Cứu con với, cứu con, cứu con. Em đi. Bà nội. Bác gái à, coi bộ bác cũng tân thời lắm. Chắc bác biết khiêu vũ đúng không? Không biết hả? Để tôi dạy bác nghe. Mày đi đánh họ đi. Tao nói cho mày biết, nếu như người nào cũng bất trắc ở đây, tao đảm bảo tụi bay không nhận được một cách nào. Làm đi. Tôi xin anh mà, anh bỏ qua cho mẹ nuôi tôi đi. Anh đã hứa là không làm gì bà ấy mà. Anh chỉ muốn tiền thôi. Anh đi hỏi Văn Tuấn mà lấy đi. Anh Phi Long đưa hết toàn bộ cho Văn Tuấn rồi. Anh muốn chơi thì chơi Văn Tuấn kìa, đừng có đụng vào mẹ nuôi tôi mà. Đừng có làm bậy. Mã Dương. Chí Thành, mau cứu chúng tôi đi. Thả anh Phi Long ra, cả người nhà của anh ấy nữa. Mày thả Văn Tuấn ra trước. Thả nó sau. Nếu không nhờ tôi bắt nó thì nó đã ướm tiền chạy mất rồi. Anh còn ngu ngốc như vậy nữa. Nghe thấy gì chưa? Bây giờ người ta dùng súng chĩa vào đầu tôi, anh còn không bỏ xuống. Nó chỉ có một mình, sợ cái gì? Anh có biết nếu tôi có chuyện thì anh một cách cũng không có đó. Nói gì đi. Nếu không tao bắn mày đó. Ok, ok. Bỏ xuống xuống. Bỏ xuống. Mau thả anh Phi Long ra. Mẹ nuôi à, tôi đến cứu mẹ. Đi thôi mẹ nuôi. Đi, đi thôi. Đứng lại. Mẹ nuôi à, đi nhanh lên, nhanh lên. Phi Long lên xe. Mẹ nuôi sao à, bây giờ? Mẹ không cần phải sợ đâu. Sau khi con mở cửa, mẹ lập tức chạy ra nha. Nhớ là nhất định phải báo cảnh sát, tuyệt đối không được về nhà, có biết không? Con đi đây, mẹ cẩn thận đó. Nhanh lên con, nhanh lên. Đi đi, nhanh lên. Không được chạy. Kiên à, mẹ chạy đi. Chạy đi. Cậu Chí Thành. Được hết sao? Cảm ơn chị dâu đi. Giúp em chăm sóc thật tốt cho cậu trai, chăm sóc cho mẹ. Lê Si, em không sao chứ? Lê Si. Lê Si. Lê Si. Chí Thành, mau kêu cứu thương đi, nhanh lên. Kêu cứu thương đi. Em cứu lên. Anh Phi Long. Chú Tây, lúc còn sống cô rất thích đẹp.
Yên tâm đi anh Phi Long, nếu như không thể hóa trang cho chị dâu đẹp hơn lúc còn sống, à tế tôi bỏ nghề không làm nữa. Hồ sơ của cô trong kệ dầu chúng. Anh cứ giao cho tôi. Anh biết là em nghe được anh nói chuyện. Em yên tâm đi. Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho Henry. Anh sẽ đưa nó qua anh du học. Lúc em còn sống, anh đã hứa với em là không quan tâm tới Hồng Hưng nữa. Nhưng bây giờ em không còn nữa. Anh hết cách rồi. Anh Phi Long, triệu tập hết mọi người, tìm cho ra Văn Tuấn. Đi báo cảnh sát đi. Cảnh sát sẽ không tin tôi. Tôi tin anh. Vì tôi chính là cảnh sát. Tôi biết chứ. Tôi biết từ lâu rồi. Sao anh còn tin tôi? Tôi biết con người cậu thế nào. Cậu sẽ không hại tôi. Huống hồ có một tên nằm vùng bên cạnh cũng tốt, ít nhất không bị cảnh sát đoán này đoán nọ. Tôi không phải mèo nên không sợ chó. Tôi không thể để cho anh đi báo thù đâu. Cậu không cản tôi được đâu. Anh đừng ép tôi. Nếu hôm nay tôi không thể tận tay giải quyết Văn Tuấn, tôi cũng không thể ăn nói với chính mình. Xin lỗi. Anh nói đi. Bây giờ tôi phải làm sao đi? Anh biết mà. Anh nói một tôi tuyệt đối không nói hai. Xí nghiệp Long Thị. Ít tiền vậy à? Đường Văn Tuấn tiên sinh, bây giờ tôi chính thức bắt anh. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là khẩu cung trước tòa. Đây là lệnh bắt anh. Đúng lúc vậy, tôi phạm tội gì? Đường Văn Tuấn, đừng giở trò nữa. Cảnh sát. Anh Thành à, giúp tôi đi. Anh ta không giúp được đâu. Đừng qua đây. Đừng có làm ẩu nhớ. Tôi bắn chết hắn đó. Ra ngoài. Cút vào một bên. Đừng qua đây.
Xếp Cao, kiểu xe cứu thương. Cảnh sát chết tiệt, ngu ngốc. Không phải là mày thích leo sân thượng thả máy bay hay sao? Qua đi. Làm gì vậy? Sợ sao? Không phải là mày thích lên sân thượng sao? Lại đi. Nếu biết sớm mày như vậy, tao đã luyện mày xuống từ lúc nhỏ rồi, để mày khỏi ở đây hại người. Anh Phi Long, biết trước hôm nay hạ tất có băng đầu, cho dù anh có giết tôi, anh cũng vĩnh viễn không thể trở mình được. Nếu anh dẫn tôi tới sở cảnh sát, ít nhất tôi có thể đứng ra chứng minh Quý Lệ Cao không phải do anh giết. Nếu như tôi chết rồi, thì cả đời của anh cũng không thể thoát. Tôi trả lại công ty cho anh. Bỏ qua hết đi ha. Mày đang chiếu cố tao hả? Mày già rồi, mất trí nhớ rồi. Mày không nhớ tao đã từng nói, nếu mày không nghe lời tao, tao sẽ liền mày xuống dưới hả? Đừng mà. Mày tưởng tao không dám sao? Bây giờ tao sẽ liền mày xuống ngay. Đừng mà. Anh Phi Long, anh không thể giết nó. Không dễ gì mới quay về chính đạo. Anh không thể bại trong tay nó được. Anh Phi Long à, anh nghe lời anh Thành đi. Đừng mà. Không được. Nếu anh không thả người thì tôi sẽ nổ súng. Được, nổ bắn đi. Anh Phi Long, cho dù anh không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ đến con trai anh. Dưới hoàng truyền biết được, chị dâu cũng không muốn anh ngồi tù đâu. Cũng may là, cũng may anh nghe lời của anh Thành, chưa tới nỗi ngoan cố. Oh!
Có phải anh biết trong súng không có đạn nên lợi dụng súng của tôi để giết nó không? Gân càng già càng cay. Tôi sẽ không nói nguyên tắc giống cảnh sát các cậu đâu. Cảm ơn. Trời đất ơi, ngựa ghê quá đi. Máu mang tùm lum bà. Đáng sợ quá. Không biết tiện sao mà té xuống vậy. Trời, nhìn thấy ghê quá. Chắc là ta chết rồi đó. Ghê quá, chỗ này có ăn cơm luôn. Chắc hết cứu rồi. Đi đi đi.